Bệnh nhân thứ 10 nhiễm virus corona tại Việt Nam, dịch bệnh có thể bùng phát vào tuần sau là những diễn biến mới nhất tính đến chiều nay ngày 4 tháng 2 được ghi nhận bởi dinh.vn. Chiều ngày 4 tháng 2, Bộ Y tế thông tin bệnh nhân vừa có kết quả dương tính với virus corona là nữ, 42 tuổi, cư trú tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Như vậy, cập nhật dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona tại Việt Nam ngày 4 tháng 2 đã có 90 người đang cách ly tại Việt Nam, có 10 người mắc tại Việt Nam, trong đó thì có 4 bệnh nhân đã được chữa khỏi tại Việt Nam và 5 trên 10 người nhiễm nCoV-2019 ở tỉnh Vĩnh Phúc. Chiều ngày 4 tháng 2, ông Vũ Mạnh Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Truyền thông thi đua khen thưởng Bộ Y tế, thông tin ca bệnh tiếp theo tại Việt Nam dương tính với virus corona sống tại tỉnh Vĩnh Phúc, Bệnh nhân là PTB, nữ 42 tuổi, công nhân sinh sống xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Bà B là trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân NTD từng được xác định dương tính với virus corona vào ngày 30 tháng 1. Hiện tại thì bệnh nhân được điều trị tại khu cách ly trung tâm y tế huyện Bình Xuyên, sức khỏe ổn định. Khai thác tiền sử thì bà B từng đến nhà bệnh nhân NTD chơi trong dịp Tết. Đây là một trong những người thuộc danh sách tiếp xúc gần với ca bệnh NTD do Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh tỉnh Vĩnh Phúc giám sát. Đây là bệnh nhân thứ 5 sống tại tỉnh Vĩnh Phúc, ca thứ hai ở Việt Nam, ghi nhận lây từ người sang người thay vì có nguồn gốc trở về từ Vũ Hán. Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã điều trị cho 4 bệnh nhân nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona khỏi bệnh. Ngày 28 tháng 1, thông tin từ bệnh viện trợ giấy thành phố Hồ Chí Minh và viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bệnh nhân Li Chi Chao, sinh năm 1992, đã tỉnh có thể tự thở ăn uống sinh hoạt bình thường, hết sốt hơn 4 ngày. Bệnh nhân đã phết họng làm PCR lần 2 ngày 25 tháng 1, lần 3 ngày 27 tháng 1 cho kết quả âm tính với virus corona. Đây là một trong hai cha con người Trung Quốc nhiễm virus corona đầu tiên được phát hiện tại Việt Nam. Trong khi đó, ngày 1 tháng 2 thì cha của Li Chi Chao là Li Ding có kết quả âm tính lần thứ nhất với virus corona. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và thực hiện xét nghiệm lần 2. Sáng ngày 3 tháng 2, sau 10 ngày cách ly theo dõi điều trị, Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa đã chữa khỏi bệnh cho chị NTT, 25 tuổi, quê Yên Định, nhiễm virus corona. Ông Lê Văn Sĩ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết. Kết quả xét nghiệm lần 2 của nữ bệnh nhân cũng âm tính với virus corona, hiện sức khỏe của cô gái ổn định có thể xuất viện ngay. Như vậy là tại Thanh Hóa, một trường hợp nhiễm virus corona đã khỏi và đang tiếp tục theo dõi, cách ly điều trị cho 4 bệnh nhân khác. Tối ngày 3 tháng 2, thì tiến sĩ Phạm Ngọc Thạch, giám đốc bệnh viện Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cho hay một trong ba bệnh nhân mắc virus corona đang điều trị tại cơ sở Đông Anh, Hà Nội của bệnh viện cũng đã có kết quả âm tính sau khi được điều trị. Trưa ngày 4 tháng 2, lãnh đạo Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa cho biết sau một thời gian cách ly điều trị, thì nữ lễ tân nhiễm virus corona chủng nCoV đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Đây là trường hợp có tiếp xúc gần với hai cha con người Trung Quốc nhiễm virus corona. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết là hiện đơn vị này đã áp dụng kỹ thuật mới đối với xét nghiệm virus corona cho kết quả nhanh chỉ sau 1-2 ngày thay vì 3-4 ngày so với trước. Theo bà Mai thì từ cập nhật thông tin trên website của tổ chức y tế thế giới WHO về thông tin sử dụng kỹ thuật mới để xét nghiệm cho được chẩn đoán sớm và có cách ly kịp thời, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã cập nhật thông tin và tự đặt mối đặc hiệu chuẩn thức của WHO thông qua đối tác Nhật Bản. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết là các nhà khoa học đã đưa ra nhận định chung đó là dịch virus Corona có thể đạt đỉnh trong 7 đến 10 ngày tới. Chiều ngày 4 tháng 2, thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo chính phủ và các bộ ngành về phòng chống dịch do virus corona gây ra. Phát biểu mở đầu cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận các cấp, các ngành và người dân tích cực thực hiện có hiệu quả hai chỉ thị, hai công điện và ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư về phòng chống dịch corona. Thủ tướng yêu cầu chống dịch bằng tinh thần tốt hơn, kịp thời hơn, không để lan rộng. Theo người đứng đầu chính phủ, thì một số ngành sản xuất đã kịp chỉ đạo kịp thời ngay sau Tết để vừa chống dịch corona nghiêm túc, vừa tái cơ cấu trong xuất khẩu nông nghiệp, có thể kinh tế sụt giảm hàng không du lịch và một số lĩnh vực khác giảm nhưng phải chấp nhận, ông nhận định dịch viêm phổi cấp do virus corona đang diễn biến phức tạp và lưu ý không được chủ quan. Theo nhận định trong tuần này và tuần sau sẽ là thời điểm bùng phát của dịch virus corona, việc chúng ta có biện pháp quyết liệt, đồng bộ hơn là rất cần thiết. Hôm nay, thủ tướng đã mời lãnh đạo chính phủ và các bộ ngành địa phương cùng trao đổi để nói về các vướng mắc cùng nhau giải quyết. Người đứng đầu chính phủ nói, ông nhắc lại quan điểm kiên quyết không đưa người trong vùng dịch về Việt Nam, về Việt Nam rồi thì cương quyết cách ly trong 14 ngày, đồng thời giải quyết các mối quan hệ khác. Báo cáo tại đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết là ngay từ đầu thì giới chuyên môn và Bộ Y tế đã nhận định đây là căn bệnh dễ lây và khó phòng, bệnh viên phổi cấp do virus Corona lây qua ba đường đó là qua không khí, qua tiếp xúc với người bệnh và lây qua bề mặt. Theo nhận định chung của các nhà khoa học, dịch có thể đạt đỉnh trong 7 đến 10 ngày tới, ông Long nói. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, cho biết tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc vẫn rất phức tạp, đặc biệt khi mà Hồng Kông đã có người chết vì virus này. Đến nay, phương pháp xét nghiệm đã tốt hơn nhưng mà thuốc đặc trị chính thức lại chưa có. Tất cả thông tin về việc có thuốc là chưa chính thức. Khẳng định ban chỉ đạo đã họp và có những chỉ đạo hết sức cụ thể, Phó Thủ tướng cho hay ngành y tế cộng với quân y và công an sẵn sàng đã triển khai đến từng cơ sở. Ngành y tế đã có phương án trong trường hợp có 1.000 người nhiễm bệnh virus corona, thực tế thì có thể đáp ứng tới 3.000 ca. Tính tới 13 giờ ngày 4 tháng 2 trên thế giới, có 20.630 người mắc bệnh, 427 người tử vong, trong đó lục địa Trung Quốc có 425 người tử vong, Philippines một người tử vong, Hồng Kông Trung Quốc một người tử vong. Trên đây là những tin tức mới nhất liên quan đến dịch virus corona. Nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những video tiếp theo nha.